Chào, mình đang ở Mộc Châu. Đây là một thị trấn Mộc Châu rất nổi tiếng, có cao nguyên Mộc Châu, trời Mộc Châu. Hiện tại mình đang ở cái chỗ điểm nghỉ dừng chân. Mình sẽ review cho các bạn cái khung cảnh xung quanh một cái nhà hàng rất là nổi tiếng ở đây. Cảnh mua bán ban đêm các bạn ạ. Nhiều hôm chưa em nhé, hôm chưa em hôm chưa em nào không bị uống sữa lắm không sữa lắm nữa. Hả, này cầm luôn này. Hai cái thôi. Đang muốn cái nào? Cái này à? Hai cái à? Ba cái mà. Ba cái. Đây là một địa điểm hoa quả Mộc Châu này các bạn. Đây là táo Mộc Châu rất to, táo ta nè. Mời các bạn cốc sữa tươi Mộc Châu nhỉ. Đây là bông di lạc. Bên cây tùng rất đẹp. Nhưng mà có thể có chuyện khác nữa, nó có thể có chuyện này rồi. Nhưng mà rõ ràng
Mình sẽ đến giờ xe đi, mình cũng xin phép dừng video tại đây. Mình cũng chia sẻ với các bạn đây là một cái địa điểm nghỉ dừng chân ở Mộc Châu. Khu mua bán rất là sầm uất ở đây. Một đêm ước tính thu nhập ở đây cũng khá là nhiều tiền các bạn. Hiện tại bây giờ xe chỉ có ít xe thôi nhá, tự tầm khoảng 1 tiếng nữa là rất nhiều luôn. Vâng, xin chào các bạn nhé, mình xin phép mà dừng video tại đây.